Trong video này, quý vị sẽ học cách kiểm tra bảng điểm trong Skyward Family Access. Log in, đăng nhập vào Skyward và đánh Login ID và Password, mật khẩu và bấm vào nút Sign In. Chọn một học sinh trong All Students. Trang bảng điểm sẽ không cho thấy lựa chọn nếu quý vị chọn All Students và bấm vào phím Gradebook bên tay trái. Khi mở bảng điểm, quý vị sẽ thấy thông tin quan trọng về những bài vở thiếu sót và những sự kiện quan trọng. Nếu con quý vị thiếu sót bài vở nào, thì bài đó sẽ hiện lên chữ màu đỏ phía trên màn hình. Trên màn Gradebook, quý vị sẽ thấy tất cả các lớp mà con quý vị đang học và điểm của từng lớp đó. Chọn bài tập cụ thể về bài tập đó và quý vị sẽ thấy tất cả các điểm cộng lại để dẫn đến điểm đó. Chọn tên của bài tập cụ thể sẽ cho thấy thông tin chi tiết về bài tập đó. Bấm vào Display Options, quý vị có thể chọn những gì được hiện lên màn hình. Bấm vào Teacher's Name, địa chỉ email của giáo viên trong GISD sẽ được hiện lên. Chọn địa chỉ email của giáo viên và quý vị sẽ có cơ hội để gửi email đến giáo viên đó thẳng từ trong Skyward. Để được thêm trợ giúp, vui lòng liên lạc với trường học của con quý vị hoặc vào www.garlandisd.net/skyward. Cảm ơn quý vị đã chọn Garland ISD.